Đấy. Đấy anh em Phú Thọ đang đi giao lưu cây mọi người nhá. Phú Thọ nha. Đấy đi gạ cua cây anh mọi người này. Đấy. Anh em Phú Thọ đi bắt đầu đi mua cây. Là thị trường trầm thì lại anh em lại bắt đầu đi giao lưu thu mua. Đấy thủ vườn không bán. Giao lưu đi anh Du Đông ơi, giao lưu cho anh Hải Trần đấy. Để tí anh em có giao dịch cho anh Tùng Trịnh nhá. Máy hết pin rồi. Du Đông này giao dịch cái gì đấy? Đấy. Du Đông ơi, đây là tại vườn anh Du Đông. Đây Bạch Tuyết đây có chỗ nào giao lưu anh ơi. Đây là anh Tá Talin. Tay to Vĩnh Phúc nha mọi người nha. Đây là vợ chủ tịch Hải Hà nhá. Ngân quỹ, ngân quỹ. Hôm nay ra khơi. Chào anh Hải Lê Hạc nhá. Đấy, Lan Huệ vui cho mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Phú Thọ lên 45 chậu, một chậu thử. Đâu đây anh em đi giao lưu anh ạ. Gọi anh em chả bán. Giao lưu anh em chậu Bạch Tuyết đi anh ơi. Đây một trong hai chậu này đi. Không bán anh. Đây là đây vợ chồng về trước của Duy Hoàng. À lách ra đây à? Mầm gốc lách ra đây. Anh chăm giỏi đi. Còn đây là cái khi mà 100 triệu. Rồi. Em bảo bán cái gì? Rồi. Em hiểu. Hai cây này. Mua bắt đáy anh em bắt đáy xót ruột không muốn bán. Đua. Đây chủ tịch Hải Hà đây mọi người nhá. Chủ tịch hôm nay đi giao lưu anh em. Cảm ơn anh Hải Lê Hạc nhá. Đấy. Anh Hải Lê Hạc hôm nào Hải Hà mời anh trai lên Phú Thọ giao lưu anh em nhá. À Tân Sơn à? Ừ. Nào anh sang anh em chơi anh Hải Lê Hạc nhá. Đấy. Chào anh Phần Văn Thảo nhá. Đấy anh em Phú Thọ lại đi giao lưu cây cối mọi người đấy. Chào anh Đông nhá, chào anh anh Dân Nguyễn. Đấy. Lý do gì mà không bán anh ơi, anh cứ bán đi. Không, đam mê. Đây giao lưu anh em một cái chậu đi anh ơi. Đúng rồi cứ xách đi anh ạ, xách đi phải đo tí để đo. Đấy chủ vườn rẻ hay là đắt không quan trọng là anh em có giao dịch và đi giao lưu mọi người ạ. Chứ anh em còn không có cây để bán. Đến những vườn anh em tâm huyết giao lưu mọi người. Chào chị nhà máy Bình Thủy nhá, chào chị gái, chúc chị buổi trưa vui vẻ nhá. Chào anh Văn Nguyễn. Đấy chào 75 anh chị em. Máy sắp sập nguồn rồi. Đấy chào anh Lê Công nhá. Đấy. Giao lưu đi anh ơi, giao lưu cho nó zoom đi. Đấy. Đấy đúng không? Giao lưu Kim Bạch Tuyết được. Đúng rồi, đây giao lưu cho vợ chồng Hải Hà đi. Hôm qua sau anh em lại mời nhau đấy, không đến đấy. Anh ạ, có cái quà cả về. Đấy. Đây, không tên. Chào 74 anh chị em nhá, chào anh Tuấn Trang. Chào anh Lại Thế Cường nhá. Bạch Tuyết đẹp quá, đây có cũng có anh đấy cũng có vài chậu đấy ạ. Nhưng anh không bán. Đến kiểu vườn này làm gì có cây. À, nói chung anh em tâm huyết, nói chung là cũng nhiều hàng, quốc dân nhiều. Đúng rồi. Nói chung là cũng xu hướng anh em cũng vào lúc đắt nên là anh em cũng muốn là giữ lại cây mọi người ạ. Cũng muốn là giữ lại cây để lại làm. Chứ không phải là anh em giá nào cũng bán đâu mọi người nhá. À, chào cảm ơn chị Thủy nhá. Cảm ơn chị gái. Chào anh Khổng Thế, chào anh Nguyễn Đức Tâm. Em chào anh nhá. Đấy.
chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nhá. Đấy, ra anh em Phú Thọ đấy ạ. Tiếp tục lại đi giao lưu với các cả nhà vườn anh em ở Phú Thọ và các tỉnh lân cận mọi người nha. Cháu chào cô Hà Dung nha. Đấy, chào anh Nguyễn Đình Ngọc. Chào 92 anh chị em nha. Đấy, Phú Thọ rất là đẹp, rất là nhiều cây mọi người nha. Đấy, anh em đi mua cây còn không mua được này. Đấy, nhưng mà nói chung là ở thị trường thị trường rất là nóng rồi. Nói chung là anh em cố gắng là duy trì độ nóng ở thị trường. Đấy, hello anh Diệu Văn nha, chào anh Ngô Quang Thành nha, chào anh Hiển. Đấy, chủ tịch Hải Hà đây đi giao lưu. Đấy, chủ vườn đấy ạ. À, Phương Anh đứng im thế đâu nhỉ, Phương Anh đâu nhỉ? Đây anh Thạch La bảo là chị Phương Anh đứng im thế. Du Đông lên đây nào. Vâng, ok anh nhá. Đông vui quá vâng ạ. Ra quân sớm thế, ra từ sáng anh ơi. Sáng đi anh em đi sáng rồi. Mua được tương đối cây rồi. Anh Hiển inbox cho xem là xem có của anh em biết cây nhá. Hy vọng thị trường lại trở lại như xưa và nói chung là thị trường nó không bao giờ là mất đi được, vì là cái cây lan này nó dự là đem lại giá trị kinh tế và đem lại giá trị tinh thần rất là cao mọi người nhá. Có sạc pin iPhone nào nhỉ? Chào 110 anh chị em nhá. Chào anh Vừa Lan Hương Hương nhá. Anh Vừa Lan Hương Hương có nhà không? Anh Vừa Lan Hương Hương ơi. Có nhà chủ tịch Hải Hà sang thăm động viên anh em chăm cây, chia sẻ kinh nghiệm gì nhá. Đấy, Bạch Tuyết gì hay gì đâu, ra vậy vâng. Bạch Tuyết ạ. Tí qua Hương Hương tí. Vườn Lan. Vườn Lan nhà ai đó, Vườn Lan anh Du Đông anh ạ. Đấy. Chào 132 anh chị em đấy, anh chị em mình thấy thị trường nó nóng chưa ạ? Đấy, anh em giao lưu được cái gì nhỉ? Bạch Tuyết rồi đúng không? À, xong rồi anh em mình chuyển. 137 thôi. Được. Rồi mẹ. Đang ở Đà Nẵng mà. Lên 437 mắt này. Đấy anh em sôi động chưa mọi người? Đấy. Đây đây Hà anh Trung nhá. Vài nghìn mắt luôn, lộ lên mắt linh à. Hôm nọ lên cái đỉnh cao, hôm nọ lên. Ờ lên đỉnh luôn. Không, đây là mắt thật đấy. Mắt thật. Anh toàn Phú Thọ đô thôi, anh em sang động viên gọi là tình cảm với lại cách chăm sóc cây thôi, xem vừa anh chăm sóc cây nào thôi anh nhá. Chứ không phải là nhất thiết là anh phải anh bán đâu, sang động viên hả anh mà có chia sẻ thì anh em cảm ơn nhá. Đấy mọi người nhá, anh em Phú Thọ rất là đông. Chào anh Trương Nguyễn nhá, Hải Hà tuyệt vời, cảm ơn anh. Đấy anh em Phú Thọ, chào anh Tím Dương nhá. Đấy anh em, chào anh trai Tím Dương nhá, chúc anh buổi chiều vui vẻ anh trai nhá. Đấy rất là đông vui rồi. Chào đây là idol, chào idol Hà Anh Trung. Hà Anh Trung săn tay rất đẹp này. Đây mọi người này. Săn tay rất đẹp này mọi người này. Đấy. Đấy, săn tay rất đẹp ấy. Idol ấy. Bà Hà Giang ngoài tỉnh khác đi. Ok anh nhá. Đang 1-2 hôm nữa là anh em sẽ ra giao lưu với anh em ngoài tỉnh nhá. Đi mua đi. Vâng, ok anh. Chào anh Quảng Bạ nhá. Khoảng 3 nhá, đông vui vào ạ. Thị trường nó ấm. Anh em lại đi bắt đầu đi mua. Anh Vừa Lan Hương Hương pha nước đi nhá. Để anh em sang mổ gà nhá. Đun nước trước để dành ra mổ gà để uống rượu nhá. Không bán lan thì uống rượu nhá, Hương nhá. Đấy, anh em cứ họ đoàn kết và nói chung là bây giờ anh em phải đoàn kết thôi ạ. Đấy, nhặt đi. Đấy, máy em live sắp sập nguồn rồi nên là live lúc nào là live giao lưu tí. Vâng ạ, anh em Phú Thọ hô là đi thôi mọi người ạ. Đấy, anh em nhặt kể cả cây quốc dân và những cây ma cao anh em cũng giao lưu hết ạ. Anh không có nhà em vào. Thế để gì khác anh em qua anh nhá. Xin chào anh em nhá. Đây, cây rất đẹp này mọi người này. Đấy, Hải Hà lấy chỗ này Hải ơi. Đấy mọi người.
Đấy. Đi ra quay đây vườn. Đấy, Hải Hà đi xách cây mọi người nhá. Đúng rồi. Lấy tất cái gèo đẹp lấy hết. Tàn hết. Đây Yên Thủy này. Phải không Thủy không? À, thối rồi. Chào tất cả anh em mình nhá. Anh em Phú Thọ đang đi giao lưu hoa lan ạ. Chào 18 anh chị em nhá. Đấy. Cái chỗ nào đẹp thì lấy hoa ạ. Đấy, chào 28 anh chị em, chào anh trai Tím Dương nhá. Mọi người cho em xin lượt chia sẻ nhá. Cho Hải Hà xin lượt chia sẻ nhá. Đấy. Cái chỗ nào đẹp về bế hết về là tác phẩm chơi. Không, quan trọng gì đây, cái chậu đấy đẹp anh Năng. Cứ đẹp bế về làm tác phẩm. Bây giờ đây anh Năng ơi. Này. À chậu này thối. Chào 31 anh chị em nha. Ly chim bỏ sao lan, ly chim không phải bỏ này, lan thôi chứ Dương ơi. Ly chim nghiện là máu, ngấm vào máu rồi, chỉ thay máu mới bỏ lan thôi. Đấy. Chào anh Tuấn Đỏ nha, chào anh Tuấn. Chào 30 anh chị em, mọi người chia sẻ giúp em Hải Hà nhá. Cảm ơn chị Huyền Vũ nhá. Bế hết. Cái kia đẹp bế nhá mọi người nhá. Đấy, anh em Phú Thọ đây mọi người này. Đấy, yêu chưa mọi người? Mọi người thấy yêu chưa? Cho anh Sống Bằng Tình Cảm nhá, cho anh Tấn Lợi Nguyễn nhá. Đấy, anh em Phú Thọ. Đấy, xem cho cái chết là đẹp thì lấy. Đấy. Chào Chủ tịch Hải Đăng Trần nhá. Ok, xin chào Linh Chin nhá. Chào Hải Anh Trung nhá. Anh quá đẹp luôn. Đây, cây để. Cái thôi. Đấy. Giao dịch cả Phú Thọ đô, giao dịch hết. Đây, mọi người nhìn như này, Phú Thọ như này thì mua ok chưa? Đấy. Nhiều vô kể. Ai có bán Phú Thọ không chuyển giúp anh 1.000 ki đi, đổ lại 10 sen. Đây đang đi mua khó lắm anh ơi. Đây Phú Thọ anh em không nhân giống mua khó lắm. Chào anh Tuấn Anh nhá. Vợ chồng Chủ tịch Hải Hà đi giao lưu anh em. Và cùng anh em Phú Thọ mọi người nhá. Anh em đây là tất cả anh em Phú Thọ đây mọi người ạ. Đấy gom cả giao lưu cả Phú Thọ Ado và Bạch Tuyết, Hồng Yên Thủy. Đấy. Anh em đi giao lưu rất là rôm. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Cảm ơn anh Trương Nguyễn nhá. Cảm ơn anh Trương Nguyễn đã chia sẻ giúp Hải Hà nhá. Chào 56 anh chị em, chào anh Cùng Thế Trung nhá. Anh trai chia sẻ giúp em nhá. Đấy, rất là đẹp mọi người nhá. Toàn vườn cây ăn nắng cây xanh mướt luôn. Đấy. Đấy mọi người này đây anh em nhặt đây. Phú Thọ Ado mà cứ đẹp là anh em nhặt về. Chơi tác phẩm. Ôi chậu Minh Nhân to thế nhở. Đấy là chậu Minh Nhân đây đúng không? Chào 73 anh chị em nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nhá. Đây chào bạn bè của anh Ngọc Lâm nhá. Idol của anh em Lâm Thao ạ. Một người anh rất là nhiệt huyết. Thị trường 2 tỷ bây giờ bán hết anh ạ. Ra khói luôn. Cảm ơn anh Idol Hải Kinh Mã nhá. Chào anh trai nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Nói chung là lan với ra là kinh tế rất là nhiều mọi người ạ. Đem lại kinh tế rất là tốt. Nói chung là mọi người cố gắng là nuôi cây và nhân giống mọi người nhá. Đừng bỏ, cuộc chơi còn dài mọi người nhá. Chào anh Tuấn Nguyễn nhá. Chào anh Ngọ Cử mọi người chia sẻ giúp em Hải Hà nhá. Chào anh Đức Thụy. Đấy. Mọi người thấy khi thị trường nó trầm xuống thì anh em mới là thời điểm anh em lại đầu cơ. Mọi người nha, còn đi chợ thì là thị trường lúc nó sôi động, còn lúc thời điểm này là thời điểm mà anh em có thể là siêu tầm giống để nâng cấp giống nha. Chào em Tư Hồ nha. Đấy, chào anh Nguyễn Quang Trúng. Mọi người chia sẻ giúp em nha, mọi người đây. Đúng rồi, đây, đã tắt đất đi. Đúng rồi. Tắt tất cả là gãy nha. Đấy. Nói chung anh em cố gắng là nuôi cây
Tốt nha mọi người, thấy chưa, khủng chưa. Ôi sời ơi, bộ kỳ chấm hết luôn. Chạy anh Huỳnh Nguyễn nhá. Nhộn nhịp quá em ơi, ok em. Đấy mọi người, chưa. Ôi cái giảng kỳ thọ ghê quá này. Đấy, giảng kỳ thọ ghê quá. Đấy. Cảm ơn anh nhá, chào anh Tuấn Nghĩa. Đây là cá treo hóa hóa dầu. Em Phương Anh sao hôm nay khoanh tay thế? À, Phương Anh hôm nay khoanh tay để xem là mua cây gì ạ. Đấy, anh em gom đây. Cây nào đẹp thì lấy anh ơi. Đấy, cây chọn được này. Cây nào đẹp? Ôi, vườn này cây khỏe lắm. Đấy, Chủ tịch Hải Hà hôm nay ra tay mọi người biết rồi nhá. Ok, hôm nay mấy đứa anh em xuống anh ra Hiếu nhá, Hiếu ra Hiếu nhá, mấy đứa anh em. À, em nào xuống anh ra Hiếu chơi nhá, giao lưu anh ra Hiếu. Anh em nào anh mời anh em xuống giao lưu. Thứ cái đẹp là không có Bạch Tuyết thì mua Phú Thọ Ado. Á Hậu, đây Á Hậu Yên Thủy. Đấy, mọi người chia sẻ giúp em với nhá. Chào anh Lam Ba Thủ Đô nhá. Chào anh trai. Chào anh Năng Hưởng Phạm nhá, cảm ơn anh đã chia sẻ. Đấy mọi người thì thấy chưa, nó rẻ nhưng mà nó vẫn là đem lại kinh tế rất là cao mọi người nha, vừa thỏa mãn đam mê vừa đem lại kinh tế để chơi mọi người nha, vừa chơi vừa làm kinh tế. Loại gì mỹ nhân Hồng Yên Thủy Phú Thọ Ado mọi người nha, cứ cây đẹp anh em giao lưu về làm tác phẩm chơi, vườn không có nhiều Bạch Tuyết. Không có nhiều Bạch Tuyết thì mua hết, động viên anh em cả cây to cây nhỏ mua hết mọi người nhá. Chào anh Vũ Sơn nhá. Đấy mọi người chia sẻ giúp em nhá. Ai yêu quý em cho xin một lượt chia sẻ nhá. Đấy, mọi người thấy chưa. Đấy. Anh Bích cười lên, anh Bích ơi, người đẹp đến từ Phú Thọ. Ây ôi, vừa quá. À, chỗ nào của anh em thì thôi để lại được. Đây này có chỗ bí nhân này này, anh Đăng ơi. Chỗ bí nhân đẹp đấy. Anh đấy, anh có nhiều giống rồi để chia sẻ lại cho anh em chưa có. Chào anh Hồ Bảy nhá. Đấy, mọi người. Cứ cây đẹp là anh em đây, bạn tự trả giá đó. Đấy mọi người, đây anh em quý khách đến mọi tùy trả giá này, tôi gọi là tình cảm đấy mọi người nhá. Đấy, đây giao lưu Ado, đấy là Ado, còn Bạch Tuyết thì vẫn ro sen bình thường. Đây là Hải Hà, cứ mua hết 10 tỷ là ok. Hải Hà lần này là mua nhiều mọi người nhá, mua ra đi giao lưu các tỉnh luôn ạ. Mai bắt đầu đi ra tỉnh khác, nay là giao lưu anh em Phú Thọ. Hình luôn dàn bán dọn bà dàn xong là tí là gọi ấy ạ. Rồi anh em lại đầu tư lên cây cao hơn một chút. Nói chung bán những cây dưới mà đầu tư lên cây cao hơn mọi người nha. Chào chị Trần Thu Hà nhá mọi người nhá. Đấy, chào 93 anh chị em. Chúc anh chị em mình buổi chiều vui vẻ nhá. Đấy mọi người nhá, đấy. Đúng rồi. Đấy anh em này, mọi người này. Chào anh Nguyễn Thắng nha. Nói chung là đắt rẻ thời điểm này ra là cũng là để giao lưu mọi người nhá mọi người nhá. Cũng để giao lưu mọi người để chia sẻ để đây, anh em nhiều khi là cây cối quan trọng là thị trường thôi mọi người ạ. Kể cây rẻ cây đắt thì nó vẫn là đem lại kinh tế mọi người nhá. Đấy. Đây anh em mình đang gom đấy ạ. Cảm ơn anh Quang Thành Ngô nhá. Anh Quang Thành Ngô chia sẻ giúp em Linh Chin nhá. Đấy. Chào anh Trịnh Nam Phương nhá. À, anh em bọn gọi để xem anh em kia đang mua gì à. Em chào anh Lâm Ái nhá. Đấy, Hà Anh Trung đang mua xòe đúng không? Hà Anh Trung đang định gom xòe đúng không? Biết rồi nhá. Đang định gom xòe đúng không? Anh Trung chào bà con đây. Xin chào 4K anh em đang xem. Đúng rồi, ok. 4K 5K. 4K 1000K. Xúc xương sột. Xúc bùng sột. Đấy. 1000K là mấy bài nhỉ? Ngon luôn. Đấy, vườn anh ấy chăm rất dần dã thôi. Anh chăm dần dã thôi mọi người nhá. Không phân thuốc. Cây rất là khỏe. Đấy. À, giọng như Linh Chi cầu lạc. Vâng, em cảm ơn anh nhá.
Chào anh Lộc Vương, chào 101 anh chị em, mọi người chia sẻ giúp em Hải Hà nhá. Chủ tịch Hải Đắc Trần phát biểu về thị trường lan như nào nhỉ? Anh em Phú Thọ mãi đỉnh nhá. Đấy, tin. Ok, đấy. Anh em tự tin nhá. Chào anh trai Nguyễn Thanh Tùng nhá. Anh trai idol chia bổ cho em Hải Hà xin một lượt chia sẻ đây anh trai ơi. Anh tương tác mạnh, anh bổ cho em Hải Hà một lượt chia sẻ nhá. Anh vừa lan hương là vào anh chẳng có nhà, anh chẳng tiếp anh em, thế anh em tình cảm đi xuống rồi anh nhá. Tình cảm đi xuống rồi nhá. Bán rẻ này chết. Không phải mà là giao lưu. Đấy anh bán gì thì bán, anh bảo giá bao nhiêu thì cũng mua thôi. Giờ tập này đi giao lưu rồi. Vợ đẹp phết này. Cả 100 anh chị em nhá. Quá tuyệt vời, cảm ơn anh. Chào anh Cường Duy nhá. Mày chơi với vợ riêng gì ạ? Bây giờ chỉ nói là công việc giá đắt, bây giờ tùy bạn, bán cho anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tùy anh em bán bao nhiêu thì mua bao nhiêu thôi. Thị trường ra nó có giá bao nhiêu thì là anh em biết hết rồi, đúng không ạ? Mua theo giá thị trường. Mua theo giá thị trường thôi. Tập này đi mua theo giá thị trường. Anh em bảo Hùng bán Phú Thọ Ado để anh xuống anh bốc hết. Đây đang mua Phú Thọ Ado và Á Hậu Mỹ Nhân nha mọi người nha. Đấy, giá tùy anh em. Chào anh Nguyễn Luân nhá, mọi người chia sẻ giúp em Hải Hà nhá. Đấy. Đấy, chào anh Văn Huy. Chủ nhà bán cây nên là tiếc, nên là nhiều khi là rất là khó vì là cũng muốn giao lưu thôi mọi người ạ. Anh em cũng muốn giữ lại cây để làm. Chào anh Nguyễn Luân. Đây là anh Ngọc Lâm phát biểu thị trường hoa lan ở tỉnh Phú Thọ nào đang là thế nào vậy ạ? Trường ở Phú Thọ thì rất là nóng rồi, anh em mà cứ vững tin nuôi cây đúng rồi. Có giá lúc này nó khác, lúc nó thị trường nó sôi lên rồi giá lại khác. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ cần mình nuôi được cây đẹp là đúng rồi. Có tiền để đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hơn những ngành nghề khác. Đúng rồi, một người anh ở Sơn Vi Lâm Thao mọi người nhá. Một người anh ở Sơn Vi Lâm Thao rất là tâm huyết về ngành lan và anh cũng rất là sôi động. Em giàu lại đi phá làng rồi, đâu đi giao lưu thôi mọi người nhá. Nói chung là cây anh em cũng không có nhiều. Anh em đi mua gọi là giao lưu từng vườn để động viên anh em chăm cây và chăm sóc cây mọi người nhá. Bạch tuyết giá bao nhiêu một sen rồi, tùy người bán anh nhá. Ra là tùy người bán thời điểm, tùy người bán. Ra anh em đến vườn bán bao nhiêu thì mọi người mua thôi, mua theo giá thị trường. Chào anh trai Chính Trương nhá. Chào anh Nguyễn Quốc Cường. Anh em chia sẻ cho Hải Hà xin một lời chia sẻ nhá. Đấy. Thị trường có mua có bán thì nó mới nhộn nhịp được mọi người nhá. Chào anh Chiến Nguyễn nhá. Thị trường có mua có bán thì nó mới vui được ạ, nó mới rôm được. Từ các mã cây cao cây thấp cứ phải có mua có bán. Chứ ai cũng giữ cây mà ai cũng bán thì nó rất là khó. Nên là phải có người giữ cây và người bán mua, nó phải là đi cùng nhau mọi người nha. Chào anh Nguyễn Luân nhá, vui quá đấy. Thôi em xin phép được xuống lại nhá, chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nhá. Không có kèo bao lỗ đâu anh ạ. Bao lỗ thì giờ không ai chơi bao lỗ nữa. Ê, anh em đi mua tiền thật, cứ bỏ bao nhiêu được bao nhiêu là ăn bấy nhiêu thôi mọi người nhá, không chơi báo lỗ nữa. Bọn anh em Phú Thọ chưa bao giờ báo lỗ cả. Vườn ở Lâm Thao mọi người nhá. Đấy, thôi chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nhá. Chiều tưởng vẫn sáng à.